Hello các bạn, chào mừng bạn quay lại kênh YouTube của Việt Nam Vlog của mình nha. Rồi, thì trong những video clip trước thì mình có hướng dẫn cho các bạn cái cách để thay được cái dầu nhớt của động cơ ha. Cụ thể trên dòng Ford Ranger mình đang chạy thì những dòng xe khác thì cũng tương tự thôi. Rồi làm cách nào để thay được nhớt của hộp số, rồi nhớt của cầu, vi sai cầu đó. Đó là những cái nhớt mà các bạn có thể xem lại video trước đó của mình. Thì cái nhớt mà thường xuyên mà thay nhất trong cái trên động cơ ô tô á, tức là cái nhớt động cơ hay là gọi là cái nhớt máy đó, là cái nhớt đó thường xuyên nhất. Cái nhớt đó thì thông thường nó là khoảng tầm 10.000 km là mình nên thay một lần, 10.000 đến 15.000 thì tùy. Thì các bạn điều kiện nào tài chính tới đâu thì làm tới đó thôi. Còn nếu mà để cho mà nó cảm thấy hợp lý nhất thì mình nghĩ là 10.000 km mình thay một lần, đó là nhớt máy. Thì mỗi lần thay nhớt máy thì cũng nên thay luôn lọc dầu luôn các bạn, lọc dầu máy luôn các bạn. Tại vì khi mà mình đã thực hiện theo cái cách mà để mình tự bảo dưỡng ở nhà rồi thì thực ra chi phí rất là rẻ bằng 1/10 so với bạn mang vô đại lý của hãng, 1/10 nha. Thì bạn không nên tiếc những cái lọc đó, mua tự thay luôn. Rồi, hôm nay thì mình tiếp tục, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách nữa. Đó là để mình thay cái nhớt hay là dầu. Mà dầu này thì không phải là dầu hộp số, và không phải dầu động cơ, không phải là dầu vi sai cầu. Mà cái này, dầu này nó là cái dầu trợ lực lái ha. Dầu trợ lực lái. Thì bạn có thấy trên đây nó vẽ cái hình vô lăng bạn, với cái hình của cái piston này các bạn. Thì nó là dầu trợ lực lái các bạn. Với dầu trợ lực lái thì thường người ta hay ký hiệu, tức là ATF các bạn ha. ATF ha. Thì nếu mà bạn mua chỗ nào mà họ có bán ký hiệu cái loại dầu này, ATF, tức là cái dầu trợ lực lái đó, nó dùng chung với cái đầu dầu hộp số tự động luôn các bạn. Nó dùng chung với dầu hộp số luôn nha các bạn. Automatic Transmission Fluid. Đó. Thì mình mua một cái hộp này á, là mục đích là để mình giới thiệu cho bạn hiểu rõ luôn đi ha, rồi trước rồi mình mới tới này thay. Thì cái dầu này người ta gọi là dầu trợ lực lái, thì bản chất nó cũng là một cái dạng của dầu thủy lực ha. Bản chất của cũng là một cái dạng dầu thủy lực thôi, tại vì dầu thủy lực thì mình sẽ nhìn thấy nhiều hơn trong cuộc sống, ví dụ như là những cái xe nâng dùng trong những cái pen mà nâng hàng ha, hoặc là những cái xe mà dùng để máy xúc, máy cẩu, máy cuốc rồi đó, người ta dùng rất là nhiều cái dầu thủy lực ha. Rồi trong ô tô thì mình thấy đó là ở chỗ là nó dùng cái hệ thống thước lái, vô lăng, đánh lái các bạn ha, để cho nhẹ, tại vì nếu mà không có cái dầu hỗ trợ lái này nè, tức là không có dầu thủy lực này nè, thì lúc đó bạn đánh lái vô lăng rất là khó, rất là nặng các bạn, rất là khó đánh lái ha. Thì đó, cái nhiệm vụ của chính là như thế. Thì đặc tính của cái dầu trợ lực lái này là gì, thì như ở đây mình thấy họ có liệt kê á, tức là mục đích của nó là nó có cái khả năng chống oxy hóa và ổn định nhiệt tốt. Ổn định nhiệt tốt là sao các bạn? Ví dụ như cái chiếc xe mình trong cái môi trường hoạt động á, mà thời tiết mà khi nhiều khi nó lạnh quá hoặc là quá khắc nghiệt, quá nóng, mà cái dầu này á, nó không ổn định về cái độ nhớt của nó á, thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình bạn đánh lái các bạn. Nó ảnh hưởng đến có quá trình đánh lái nó nên đâm ra nó có cần một cái gọi là cái khoảng nhiệt độ đông đặc, và cái nhiệt độ sôi nó phải nới rộng hơn. Đó, phải rộng hơn, càng rộng càng tốt. Rồi bảo vệ ăn mòn, chống xét rỉ, thì đây nó nói cái gì vậy thôi. Nhưng mà thực ra thì nó cũng có một cái nữa là chống tạo bọt ha các bạn ha, nó phải chống tạo bọt nữa, tại vì dầu thủy lực là phải chống tạo bọt chứ, nếu có bọt thì làm sao mà nó gọi là dầu thủy lực được, đúng không? Rồi, ok. Cái đó chi tiết thì về chuyên sâu mình không đi chuyên sâu về dầu nhớt nữa ha. Mình chỉ nói là cái chai này thì mình mua là 60.000 cho 1 lít. Nó cũng như là dầu trợ lực lái đó. Nói chung là thông tin của nó thì nó rất đơn giản sơ sài thôi, cũng không quan tâm nó lắm ha. Thông thường cái dầu trợ lực lái này thì sau khoảng 100.000 cây, sau 100.000 cây số bạn sẽ thay một lần ha.
hoặc là sau 3 năm đó thì mình nên thay. Đó, khi mà bạn thay xong á thì bạn đánh lái nó vô lăng nó sẽ dễ dàng hơn, nhẹ hơn các bạn. Nó đỡ gặp những cái tiếng kêu lọc cọc gì đó ha. Rồi, thì mình cũng có mua thêm, mình mua hai bình, mình mua hai bình này á, là 2 lít là mình nghĩ là đủ rồi, nhưng mà mình vẫn mua thêm một cái bình này của là nhớt Castrol luôn, tại vì nhớt Castrol nó sẽ có thương hiệu hơn ha. À, mình không quảng cáo cho bất kỳ hãng nhớt nào nha các bạn. Thì cái chai này mình mua 130.000, thật mua lẻ nha các bạn. 130.000 là mua lẻ. Thì cái chai này á, nó là cái nhớt máy các bạn. Mình chơi luôn, mình lấy chai nước nhớt máy, mình chơi cho cái nhớt thủy lực, đó là cái nhớt hỗ trợ lái luôn các bạn. À, chơi luôn, sợ gì hư, đúng không? Tại vì nhiều khi á, bây giờ nó thật chứ cũng cùng một loại nhớt thôi, nó ghi thông tin ra là đánh vào cái nhu cầu tâm lý của người thôi. Chỉ riêng mà có cái dầu thắng á, lại là phải quan trọng nó, thì cái dầu thắng mình sẽ nói sau. Còn đây là chỉ là dầu trực lực lái thôi, rất là đơn giản các bạn ha. Ok, rồi mình sẽ tiến hành mình là hướng dẫn các bạn cách thay. Thì đây là cái bình dầu trợ lực lái các bạn ha. Mình mở ra nè các bạn. Đây, mình mở ra ha. Thì cái nhớt nó thì cũng khá là đen nè các bạn. Mình sẽ lấy ra cho bạn xem. Đấy các bạn ha. Chạy lâu lắm rồi, 100.000 cây rồi, giờ đen thui luôn các bạn. Giờ mình sẽ thay bằng nhớt mới các bạn ha. Muốn lấy thay được cái nhớt này thì phải làm sao? Thì các bạn để ý là ở trên này nó có hai cái đường ống các bạn. Có hai đường ống dẫn dầu nha các bạn. Nó có hai đường ống dẫn dầu. Thì cái ống mà nằm phía trên đó các bạn, nó là cái ống hồi dầu ha. Còn cái ống mà thấp hơn thì nó gọi là ống cấp dầu ha. Thì cái phương pháp là như thế nào? Nghiệt ngã là cái bình dầu này các bạn, mình cắm cái ống xi lanh vào không được các bạn. Cái ống xi lanh nó chắn tới đây rồi, không có cắm ống xi lanh để mình lấy cái phần dầu thừa bên trên này ra được các bạn. Nên mình phải dùng cái phương pháp hơi khó hơn một chút ha. Còn những cái phương pháp tương tự thì mình chỉ nói là những xe khác thì tương tự. Với nguyên lý là sao? Nguyên lý là mình sẽ lấy cái ống hồi dầu ra, bịt lại. Rồi sau đó mình bắt đầu tiến hành mình bơm cho bơm các bạn ha. Mình bơm thì cái ống hồi dầu này mình sẽ lấy một cái sẽ cho nó chạy ra ngoài, rồi sau đó mình sẽ châm dầu mới vào đây, cứ lần lượt như vậy, rồi mình bơm bật cho máy nổ nó lại bơm, rồi sau đó mình đánh vô lăng tới vô lăng lui nhiều lần, cứ thế lần lượt thì cái dầu cũ nó được đẩy ra và tiếp tục nó châm dầu mới vô đó. Nó cứ là theo cái cách đơn giản thôi. Nhưng mà ở đây cái dòng Forerunner mình sẽ không làm như thế, mà phải làm như thế này các bạn. Bạn cúi xuống bên phụ nha các bạn. Thì cái ống này là cái ống dầu hồi nè các bạn. Dầu hồi nè, nó sẽ đẩy ngược lại lên trên cái bình dầu mình nè các bạn. Thì bây giờ mình phải rút cái ống này ra nha các bạn. Đầu tiên mình phải rút cái ống này ra trước các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ rút nó ra thì mình hứng nó lại. Rồi đầu tiên thì mình phải tháo cái ống dầu hồi ra các bạn. Mình tháo ra để mình xả cái dầu còn lại trong bình ra nha các bạn. Mình kẹp và lấy cái kềm các bạn, mình kẹp nó vô ha. Mình kẹp cái cổ dê này. Mình đưa ra. À, mình rút nó lên nữa đây. À. Đó. Rồi mình rút nó ra. Mình phải tháo cái ống hồi ra các bạn. Ống hồi này nè các bạn, nó nhớt nó sẽ bơm ngược lại lên. Theo cái ống này các bạn, nó bơm ngược lại lên trên cái bình dầu của mình. Thì mình phải xả nó ra. Xả ra thì mình kiếm cái vật hứng ở dưới đây các bạn ha. Đó, cái thau mình sẽ hứng xuống đây. Rồi, sau đó mình nhìn bên trên này các bạn ha. Mình nhìn bên này. Thì cái ống dầu mà nó cao ở phía trên là ống dầu hồi. Còn cái ống thấp là cấp dầu vào các bạn ha. Thì mình tháo ra như vậy thì dầu nó còn đọng lại trên cái bình dầu của mình, nó sẽ chảy ra ngoài xuống rồi. Mình phải dùng cái ống phi 16 riêng các bạn, ống mềm phi 16. Mình cài nó vô lại nha các bạn. Mình làm vậy để chút nữa mình xả cái nhớt bẩn cũ ra các bạn. Xả cái nhớt bẩn cũ ra từ cái ống này các bạn ha.
đó. Đây thì cái ống mình sẽ xả vào đây các bạn ha, cái ống giờ để nhớ để xả ở đây các bạn. Nè, mình vặn vô, mình sẽ cho nó lại ra ngoài đây để cho chạy xuống dưới đây ha, cho chạy lại ra ngoài đây. Đó. Chừng nào mà mình xem quan sát nó chạy ra thấy mật cho thấy cái dầu mà nó trong sạch rồi thì mình ngưng. Tức là rồi mình sẽ nói lại một lần nữa để cho bạn rõ nha. Cái ống dầu á, trên cái bình chứa dầu của cái trợ lực vô lăng lái nè các bạn, thì nó có hai ống các bạn, ống hồi dầu và cái ống là cấp dầu. Ống hồi dầu thì nó nằm cao hơn nha các bạn, nó nằm sẽ luôn nằm cao hơn là cái ống phía trên nha các bạn. Thì mình sẽ đầu tiên á thì mình phải xả cái này ra. Là bên dưới nó cũng có một cái vị trí xả dầu nữa nha bạn, xả dầu của cái trợ lực vô lăng nha. Thì bên dưới nó cũng sẽ có một cái ống nữa, thì mình sẽ rút bên dưới ra, tại vì cái xe của mình á là bên trên á không hút ra được các bạn, nó thiết kế kiểu ngộ lắm, không hút ra được, nên bắt buộc mình phải chơi cái chiêu là mình rút bên trên, mình rút bên trên để mình xả bên dưới đây. Xả bên dưới đây thì cái ống này là cái ống bên dưới nè, thì nó lùng lằng đây, còn cái ống cái đầu còn lại á thì mình sẽ dùng một cái ống nhựa này các bạn ha, mình sẽ bịt nó lại. Thì khi mình châm dầu vô, dầu bơm thì nó sẽ đẩy theo cái ống này nè, nó sẽ rơi vô cái thau của mình ha các bạn ha. Đó, ok, như vậy cho mình dễ hình dung ha. Rồi thì vậy là xong rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nắp này ra. Thì hiện tại là bên trong á, là cái dầu cũ trong cái bình là nó chảy hết rồi các bạn, nhưng nó vẫn còn cái lượng dầu trong ống, rồi trong hệ thống thước lái các bạn ha, rồi trong bơm dầu ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ dầu vô đây, mình đổ tới đây, mình đổ đây luôn cũng được, rồi sau đó mình sẽ nổ máy lên, mình cho nó đẩy dầu ra, rồi sau đó mình tắt máy, mình tiếp tục châm dầu vô, nó cứ lần lượt như vậy nha các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đè máy nổ nha các bạn, mình sẽ đè máy nổ rồi mình đánh vô lăng tới lui nhiều lần nha các bạn. Đó, mình đè máy nổ thì mình sẽ ra, mình sẽ thấy nhớt nó chạy ra.
Rồi, sau khi mình châm xong rồi các bạn, mình nổ máy liên tục khoảng tầm 5 phút nha các bạn. Rồi bạn cứ xoay vô lăng qua lại các bạn, xoay qua vô lăng qua lại là được đây. Rồi nhớt nó sẽ đều hết. Này không, đây bây giờ bạn ốc không? Nãy nhớt chị cũng phải theo dõi hết các bạn, trong một tuần coi nó có xì chỗ nào không các bạn nha. Mình thay xong giờ mình đánh vô lăng mình thấy nó nhẹ hơn so với lúc mình chưa thay luôn các bạn. Lau sạch sẽ ha, lau sạch sẽ để nó không bám những cái nhớt cũ ha. Rồi gài lại cái này, cái này là hồi nãy cái cảm biến của cái gió này các bạn, mình tháo ra để cho khỏi vương á. Rồi bây giờ mình tổng kết thiệt hại các bạn ha. Mình tổng kết thiệt hại hai cái bình nhớt này thì mình mua là 60.000 một bình các bạn, hai bình này là 120, là lại ba độ nhớt mà không có thương hiệu các bạn, nhớt trời trời mà nó thẳng là nhớt phổ thông đấy đó. Bạn mà ra ngoài mấy ra ngoài thì nó cũng thay cho bạn cỡ này thôi. Rồi mình thay một cái bình nhớt của Castrol thiên hiệu nhưng mà mình thay không hết các bạn, là nó còn đây bình là 1 lít nhưng mà cái này còn khoảng tầm 300 ml các bạn, cho nửa lít đi thì tổng thiệt hại nó khoảng tầm 2,5 lít các bạn, 2,5 lít, 2,5 lít là này 120, 130 là 250 các bạn. Đây 250 thì thực ra là nó khoảng tầm 2 lít là được rồi các bạn, nhưng mà mình muốn cho nó kỹ cho nó sạch nên mình dùng 2 tới 2,5 lít á, chứ đúng ra mà 2 lít là cũng đủ rồi các bạn. Nè nhớt cũ nó ra nó đen thui luôn các bạn, thì lúc mà nhớt cũ nó ra đó thì nó sẽ có thêm bắt đầu cái màu nhớt của thằng này là màu nhớt màu đỏ các bạn, màu nhớt màu đỏ thì bắt đầu nó ra hiện ra tới cái màu đỏ là mình chuẩn bị có thể ngưng được rồi các bạn. Nè mình sẽ dùng cái ống này để mình theo dõi nè các bạn, lúc mình xả cái ống này ra mình để ở đây nè, thì nếu mà nó ra tới cái màu bắt đầu trộn ra bắt đầu qua màu đỏ rồi có nghĩa là màu cũng nhớt sạch rồi các bạn. Rồi tiếp tục mình vẫn nổ máy các bạn, mình vẫn nổ máy khoảng tầm 5 phút các bạn. Rồi mình cứ xoay từ từ vô lăng hết qua bên phải, rồi tiếp tục mình cứ xoay vô lăng hết bên trái, thì mình cứ làm từ từ như vậy thì lúc đó những cái bọt khí các bạn nó sẽ được cái bơm luân chuyển tuần hoàn, thì bọt khí nó sẽ ra đây, nó sẽ nổi lên ha, bọt khí nó sẽ ra tới đây rồi nó nổi lên đó, nó cứ làm như vậy thì từ 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 nó sẽ hết bọt khí dành các bạn đó, không lo các bạn ha. Rồi ok, vậy là xong rồi các bạn. Rồi bây giờ mình rửa lại bên dưới những cái phần nào mà có dính nhớt mình lau chùi lại, thì tổng thiệt hại là mình đây là như mình nói là khoảng 300 ngàn các bạn ha. Đó thì các bạn mang ra gara hay tiệm thì mình không biết nhiều. Ok vậy nha, mình làm thì mình cẩn thận, mình theo dõi các bạn. Đó thì mình theo dõi cái vần đây nó có vạch mực nè các bạn, vần mắt và pin này các bạn, mình theo dõi nha. Đó. Nó có tụt nhớt hay không ha. Theo thời gian mà nó tụt nhớt thì nó có xem có nó rò rỉ chỗ nào không ha các bạn ha. Rồi ok, vậy xong các bạn ha. Rồi cảm ơn bạn theo dõi clip.